Hello, con này khóa 20 đô rồi, em clip mình một tờ bóng chất nó bà nó chất chip. Rồi sau khi nó ra mà các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. 33 cộng 7 bằng 45. Ồ, 40 chứ. Rồi các bạn gỡ. Rồi đầu tiên các bạn join vào kênh phan các bạn. Đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram channel kênh group và một kênh channel mẹ. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Phan ghi user bấm don join kênh Telegram group. Phạm hai các bạn, nó kêu mình ghi vô kênh từ. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Kênh group, một kênh channel nữa. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn follow theo word. Chưa. Đây, bấm lòng các bạn. Rồi các bạn follow theo word. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình để mình cập nhật những cái tiếp theo. Kèo này là kèo cũng khá là ngon. Toàn kênh mình kèo ngon không? Ngon nhưng không có cháo các bạn. Nói gì nha các bạn. Tốc cần của mình vậy lay gai hoài nha các bạn. Ít bữa về đâu mười mấy đô lay gai hoài. Cũng ngon chứ, bạn phải góp mà. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Mít tôi cần. Các bạn like cho nó một bài nha các bạn. Dự án này hình như là mới ra với tôi. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn test nó lại cái bình luận luôn đi. Cho nó biết mình có tham gia. Rồi. Rồi các bạn join tiếp kênh channel luôn nè. Sau này nhiều kênh Telegram với ta. Không sao rồi. Group luôn. Telegram group luôn rồi. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm đòn luôn nha các bạn. Ủa nó có kiểu ghi. Rồi các bạn bấm đòn nha các bạn. Rồi các bạn ghi username tới đây nè. Username theo word của mình nha các bạn. Not S. Username theo word. Account Win BNNH9. Rồi bông gái các bạn. Phan các bạn. Rồi nó hỏi là join kênh. Rồi bấm đón tiếp nha các bạn. Rồi các bạn mắt địa chỉ với NC20 dùng với wallet MetaMask gì cũng được, miễn nền tảng NC20 nha các bạn. Rồi các bạn vào với chút wallet. Các bạn vào ETH nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Ba mình gửi nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 100 mít nha các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới. Mình sẽ cho tất cả các bạn. Chị tạm biệt tất cả các bạn nha.